Và bây giờ chúng tôi xin được phép mời bà Lê Thị Quỳnh Trang, chủ tịch của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week, cùng với ngài John von Coven, đại diện học viện thời trang Atelier Chardon Savard Paris, và ông Vũ Đức Giang, chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam, lên sân khấu để trao hoa cho các nhà thiết kế trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, trên sân khấu là chân dung của các nhà thiết kế và đại diện của các thương hiệu sẽ làm nên một mùa thời trang thật tuyệt vời của chúng ta, mùa thu đông tại thủ đô Hà Nội năm 2017, cùng với chương trình Việt Nam International Fashion Week. Và chúng tôi cũng rất mong nhận một tràng pháo tay của tất cả quý vị dành cho các nhà thiết kế của chúng tôi ạ. Please give a big loud round of applause for all the designers and brands. Ladies and gentlemen, to have gained a successful fashion week, we must mention the perfect woman, but she has a great big dreams for the Vietnamese fashion, and she has also become the soul of Vietnam International Fashion Week, Madame Lê Thị Quỳnh Trang. I would like to invite her for the announcement of the opening ceremony for today's event. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017. Và kính thưa quý vị, bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta chính thức bước vào tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông năm 2017 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. The ladies and gentlemen, please raise your glasses together to cheer for a delightful week of Vietnam International Fashion Week.